<laughs> con gái của ba <laughs> cuối cùng con đã lớn rồi thấy không dạ cũng tính chuyện lập gia đình nhá ba chị ao ước một điều á là con làm sao kiếm được một người chồng nào đó mà xứng với con ha rồi tổ chức đám cưới thật là linh đình ba nhìn thấy hai con hạnh phúc ba chết ba nhắm mắt mới xui được mai con lấy chồng hả con muốn bao chết sớm vậy hả đâu có ba lo lắng chi xa mệt quá à nhưng mà con nói thiệt đó nha tuần sau con lấy chồng á tuần sau sao ừ. lẹ quá vậy hả ba nó... không nghe tao nói hả sao lấy chồng phải lấy liền tay chứ để lâu ngày nó ý chồng mới chiều sao mà ế <laughs> được nhưng mà nè con yêu à, à, cái thằng mà sắp sửa làm chồng con á coi như hiện nay nó là người yêu của con á à, nhà cửa nó là sao con ở trọ hả ở trọ dạ nó có xe hơi không có đó dĩ là ba thích đó. xe hơi là đàng hoàng lắm ha dạ đúng rồi mà là tài xế à. tài xế xe hơi ừ Nhìn nó có xe không đau không chứ đi xe gì xe đạp Hả? À. ở trọ đi xe đạp gì ừ. Vì... vậy ba má nó làm nghề gì bán muối ừ bán muối cũng được bán Còn... muối yót hả có nghĩa là chết á hả một côi không một côi cha mẹ đúng rồi không nhà không xe thôi con không con đừng nên lấy thằng này con anh nghèo nhưng mà anh giàu được tình cảm ba ơi thôi con con phải nhớ điều nè ở đời con phải sống là tích đức tích phúc là phải không người ta đã khổ tận cùng rồi phải không con hãy tha cho người ta đi lấy người ta khổ thêm tội nghiệp có làm sao có nghĩa là đừng lấy nó tội nghiệp cho nó con hả <laughs>